Kính thưa quý vị, tin từ Mexico. Thành phố Mexico đang nhộn nhịp trong những màn trình diễn thời trang với những mẫu thời trang với nhà thiết kế nổi tiếng người Tây Ban Nha, Pepa Salazar. Những mẫu thời trang được chọn lựa ra mắt giới sành điệu trang phục tại Mexico và được gọi là tuần lễ thời trang Mercedes-Benz. Với chủ đề những trang phục về thời trang cho mùa thu và mùa đông năm 2013, nhà thiết kế Pepa Salazar đã chọn những màu sắc lãng mạn như trắng ngà, vàng và xanh nhạt với những đường viền màu đen đã tạo nên sự khiêu gợi và quyến rũ. Salazar trả lời đến giới phóng viên điện ảnh rằng những màu sắc và kiểu áo đều nói lên cá tính của người phụ nữ. Bản thân Salazar rất chú ý đến phong cách hòa hợp giữa các màu sắc làm nổi bật lên cá tính và những góc cạnh chi tiết của viền áo, đóng góp một phần không nhỏ trong phong cách chọn lựa quần áo thời trang vào mùa thu và mùa đông. Nhà thiết kế thời trang người Mexico, anh Alejandro Colin nói rằng, quan niệm của anh khác hẳn với nhà thiết kế Salazar, tất cả những trang phục đều tạo một phong cách thân thiện và dễ mến từ người phụ nữ. Anh Colin luôn luôn chọn những mảnh vải với màu sắc dịu dàng, tránh sự lòe loẹt và pha trộn nhiều màu sắc rực rỡ sẽ làm mất đi những vẻ dịu dàng vốn có của người phụ nữ. Nhà thiết kế Colin đang sống tại thành phố Monterey. Trong suốt 10 năm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, anh Colin thường hay di chuyển giữa London và thành phố Milan, quốc gia Ý Đại Lợi. Hàng chục nhà thiết kế thời trang nổi tiếng tại châu Mỹ Latin đang tập trung về thủ đô Mexico trong tuần lễ biểu diễn thời trang Mercedes-Benz.